ngôi sao sáng chói Hồ Việt Trung và Thanh Duy. Còn đêm nay là đêm của tôi. Bây giờ muốn gặp ai nữa? Thấy mi hả? Mi ơi! Tôi xin gửi lời chào phúc thiện đến với các quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay. Một lần nữa, Thủy Vy lại được nhìn với tất cả khán giả Bến Tre. Và một ca khúc đầu tiên Thủy Vy xin được gửi đến tất cả quý vị khán giả ngày hôm nay là một... rồi, tí xíu nữa thì Thủy Vy sẽ hát hết tất cả các bài gần đây luôn. Nhưng mà ca khúc đầu tiên Thủy Vy xin được gửi đến quý vị là một ca khúc sôi động. Tuy nhiên là một ca khúc rất là quen thuộc rồi. Ca khúc có tên Người Yêu Cũ Remix. Các bạn xin cảm ơn rất nhiều. Những như thủ khác chưa có thể ngon nha. Anh nói gì anh có cho hôm nay hình như là
Con của con chuẩn bị bánh kem rồi rất là nhiều thứ. Hình như là sinh nhật con đúng không? Dạ, sinh nhật con cách đây tháng rồi. À, nhưng mà bây giờ mấy bạn chuẩn bị bánh kem rồi nhiều thứ quá. À, thôi bây giờ vậy đi, khẩn trương lên mang bánh kem mà. Để thật sự mà con chia sẻ là sinh nhật của Khởi My là ngày 2 tháng 1. Khởi My rất là may mắn. Hai, cảm ơn con, cảm ơn con. Rồi nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Rồi, hồi nó chuẩn bị cái bánh kem đẹp quá. Cảm ơn con rất nhiều, cảm ơn con. Dạ, nhưng mà mỗi tháng thì, trong một tháng thì tôi mới đi diễn ở rất là nhiều nơi, cho nên được các bạn ở các tỉnh tổ chức sinh nhật, cho nên rồi, là thôi, rất nữa. Nhiều bánh kem. Lát được không? Rồi, cảm ơn con nha. Rồi khẩn trương lên, khẩn trương lên, khẩn trương lên. Rồi nhanh lên, nhanh lên. Không được con ơi, bây giờ My đang hát, lát nữa đi. Rồi thôi bây giờ tổ chức sinh nhật nhanh nhanh đi, tại vì còn nhiều khán giả ở dưới. Thôi mình đốt đại mấy chai thôi. Rồi, rồi quay lại con. Sao đứng đây? Rồi. Là tôi ước gì ai tổ chức sinh nhật cho tôi vậy ha? Dạ, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ bạn My ước sẽ thổi nến ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều một lần nữa. Con ước là năm sau mấy bạn này tổ chức sinh nhật cho dạ, bố đúng hả? Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và một ca khúc tiếp theo tôi mới xin được gửi đến tất cả quý vị khán giả ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Thạch, ca khúc có tên Dễ Thương. Xin mời tất cả quý vị khán giả cùng thưởng thức và xin cảm ơn rất nhiều. Có thể giơ tay như thế này cùng với Khánh Nguyên được không ạ? Yeah. Ôi mình đã qua đôi người đi rồi. Tháng năm xuân đồng vui rồi nhưng em vẫn xinh. Một mình soi gương em ngắm nhìn, cảm thấy mình thật dễ thương. Màu trong đôi mắt em là một món nắng nhẹ nhàng. Hôm tàn nhạt lòng tan chảy đùa trên đôi má hồng. Người duyên em trái môi còn ngang đầu cao bước đi. Hẹn cùng một vài đứa bạn thân.